Xin chào, mình là Hương đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn này, hôm nay mình mua rất là nhiều gà ủ muối bạn nha. Dạo này rất là hot gà ủ muối luôn các bạn. Wow. Gà ủ muối nhìn qua thật, mình hôm nay mình phải ăn thật nhiều các bạn. Hôm nay mình chiến thắng các bạn ạ. Rồi, thì các bạn ơi, mình còn rất là nhiều gà ủ muối để trong tủ lạnh các bạn nha. Bởi vì gà ủ muối ăn mát thì nó sẽ ngon hơn các bạn ạ. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Cho nên người chơi ra thoải mái ăn gà ủ muối các bạn nha. Thế luôn chơi nhau nhỉ? Rồi, hôm nay mình tiếp tục series thử thách người cuối cùng ngừng ăn gà ủ muối các bạn nha. Luật chơi ngày hôm nay chúng ta bốc vào đầu, cổ, cánh, chân và thân. Đấy, thì chúng ta sẽ phải ăn theo cái mình bốc được. Đấy, ví dụ như này, cho nó dễ hiểu các bạn nhá. Clip hôm nay cũng giống clip lần trước các bạn ạ. Bên quay. Bốc vào cánh thì chúng ta sẽ ăn cánh các bạn nhá. Bốc vào thân thì ăn thân. Hiểu rồi. Đấy. Phần thưởng như nào anh nhỉ? Rồi, phần thưởng này mình trao người cuối cùng ngừng ăn gà ủ muối sẽ là 500 đô các bạn nha. Wow, tuyệt vời. Đấy, hình phạt thì ngày hôm nay các bạn ạ, người nào ra đầu sẽ phải ăn dầu ăn này, người ra thứ hai sẽ phải ăn nước mắm, người ra thứ ba là chanh các bạn nha, hiểu okay, chưa? Ok, hiểu rồi. Các bạn để video này mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình các bạn nha. Mọi người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Go. Rồi. Người chơi ta sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bốc thăm nha. Đây em bốc chưa? Ê, cái thân thế. Hả mồm. Rồi. Mình là thân rồi. Đầu ơi. Gái các bạn ơi. Wow, mình là đùi quá. Đùi. Ok, rồi. Rồi, bây giờ đến đến ba mở ra nha. 1, 2, 3. Các bạn ơi, hai cái đùi to tướng này. Thế này nó mang mấy cái thân các bạn. Hai cái cánh các bạn nhá. Các bạn ơi, cái thân của mình to nhất các bạn. Các bạn ơi, khẩu chân bé nhất các bạn ạ. Cái cổ và cái đầu các bạn thấy chưa? Thế có nước chấm nhá. Rồi. Nước chấm anh. Chấm à? Hôm nay là đồ ăn ngon thế là nước chấm cũng phải ngon các bạn nhá. Mỗi người ba nước chấm. Thế nào? Đấy, ăn hết mình. Review cho các bạn xem. Cho em xin. Đấy, gà ủ muối dạo này rất là hot các bạn ạ. Các bạn, mình biết đây có nước chấm ngon, mình mới đòi nước chấm các bạn. Nếu là sang ra các quên tốt quá. Các bạn ơi, mình ăn này cái mình ván đầu đã phải gặp con to rồi. Mình mời các bạn nhá. Các bạn được thua đi, mời các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Ok. Wow, cái da ăn nó giòn giật giật các bạn. Cái da giòn lắm các bạn ạ, mà dai nhờ. Dai. Ăn hơi ngon luôn. Các bạn ngon các bạn nhá. Đấy. Cái nhất giấm của anh ngon các bạn. Cái đùi của mình ngon nhất các bạn. Nạc cháy luôn các bạn. Wow. Wow. Bạn. Ngon thật các bạn nhỉ. Đấy, đùi. Mình chấm nha bạn nhá. Wow. Wow. Đấy. Ăn nó như nào anh? Ăn nó thơm quá. Thơm cũng ngọt lại nhá. Anh ơi, ăn gà ủ muối này thơm ngon lắm anh ạ. Ây à, con này nó vừa trắng lại vừa tròn nữa. Các bạn ơi, gà ngon mà mình ăn chỗ này tuyệt quá các bạn ạ. Cổ chả có gì, toàn xương. Đấy, đầu nhá, ăn sạch sẽ nhá. Các bạn ơi, các bạn thấy cái video này mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình các bạn nhá. Đấy, Nguyên Oanh rất khỏe các bạn ạ. Nguyên vào thân ăn đã mồm. Ngờ hoa hợp các bạn. Đấy. Ăn nó thơm phức luôn. Có bác thì sao đấy, có thịt không? Em quá nhá. Rồi. Nói chung là cái đầu của mình toàn xương thôi. Ok. Ăn ra là ngọt. Nhưng mà ăn đầu là lợi nhất là lâu phải ra các bạn. Nó ít. Nó ít. Cái đùi cũng không kém phần long trọng các bạn ạ. Đùi không kém gì hơn xương các bạn. Đỏ các bạn nhờ. Đỏ như có giò chăm bông. Rồi. Các bạn ơi, gà này mình thích nhất ăn da. Nó giòn giòn sạch sạch đi. Thì nó có mỗi da là thế. Cố lên. Đấy, nguyên vào thân là nhiều thịt nhất các bạn ạ. Ván đầu thân là ngon nhất. Đấy, cố lên. Ừ, nhanh ngon. Bùi là ngon ạ. Cái thân kia, cái vừa ăn thịt tần nạc bá bà. Đấy, cái phần thịt của ức của nó thế nào em? Ăn ngon, nạc nó thơm nó ngon. Rồi. Cộng thêm cái nước chấm này ngon lắm em. Cộng thêm một nhiều rồi nữa. Đấy. Cơ em vừa nhiều ăn rồi. Cái miếng này có chịu thua không? Em chả ba bằng này em không chịu thua. Rồi. Các bạn ơi, thì nó đỏ đỏ ai thôi nhưng mà thực ra nó chín hết rồi các bạn ạ. Gà ủ muối kiểu như thế. Rồi. Mới hết một cái ngủ ạ.
mùi mình trong ấy nhiều thịt hạt quá. Mình vừa hết một cái cánh các bạn. Wow. Đấy, đùi. Cố lên. Nước chấm mình ngon thật. Hậu là thiệt nhất các bạn ạ. Gà ngon như ăn mỗi được cái đầu. Ăn xương. Đấy các bạn ơi, trận chiến này rất là ngon các bạn nhá. Mình nghĩ là sẽ rất là dài các bạn ạ. Và khỏe các bạn nhá. Wow. Cố lên. Các bạn còn mình phong công mình ăn này các bạn. Rồi. Ghê. Đấy, phao câu nguyên. Phao câu của gà của muối ăn như nào em? Thơm à? Ăn thơm ngon các bạn. Nó có hôi không? Nó không. Các bạn hết bị hôi rồi. Hết bị hôi rồi các bạn ạ. Cố lên. Cái đùi của mình nạc là các bạn có nhiều gân nữa. Rồi. Đấy, chứ mà gà này ăn đấy các bạn ạ. Nhưng bạn nào mà kẽ răng thưa ấy là hay bị mắc răng. Nhưng mình răng xếp mình không bao giờ bị mắc. Rồi. Người đàn rất khỏe các bạn ạ. Cái chùa các bạn này mình gặm hết cỡ rồi ấy. Gắp hết rồi, hết rồi. Rồi, hậu đầu đâu? Đầu đây là mình có gì đâu, sạch băng này, tặng xương. Rồi, ok. Đấy, anh Hoàng hết chưa? Mình có còn phần dưới các bạn. Rồi. Đấy, đùi ngon các bạn ạ. Nó đỏ đỏ, thịt nó đỏ, dai. Dài, đỏ hơi như kia rồi các bạn. Đúng rồi, gà chín hết rồi các bạn nhá. Gai ngon, như chấm anh ngon các bạn. Nguyên gặp rất sạch các bạn ạ. Ngon, nguyên mày, gặp mày còi cánh cũng ăn mãi không hết. Ăn mãi không hết. Ngon thật đấy. Bây giờ ngon, từ nước từ nhỉ. Ngon. Ăn từng nước vị. Đấy, Bách đâu đây tự tin chiến thắng Nguyên đâu. Ừ, em búng bay. Rồi. Bay là bay nào được. Rồi, hết rồi. Bé rồi nha. Ngon quá. Mấy bạn nhanh lên để bốc thăm nào. Đấy, Hậu đang đòi bốc thăm rồi. Thèm đấy à. Định xin Nguyên miếng nhưng mà Nguyên gặm ngay. Xin Nguyên quá, các bạn nhá, ăn già giòn sẵn sắt luôn. Rồi. Xin chẳng ai chú. Hết nha bạn nhá. Rồi, Nguyên hết chưa? Hết rồi á. Hết đâu, đi đầu cánh mà ăn à? Ăn hết rồi, gặm ngươi. Gặm đi đầy ra. Sạch đi các bạn nhỉ. Thật, ăn là phải thôi. Đấy, Nguyên cả cái thân còn gặm sạch mực mách đi kia. Trừ xương thôi chứ ai trừ da các bạn nhỉ. Mình đây tinh cái tơ này là cái gân các bạn nhá. Rồi rồi. Đấy, tương đối là được rồi, ok. Các bạn, mình sao rồi nha các bạn nhá. Rồi, bác xong chưa? Em có một ít rồi ạ. Anh thanh lên. Thôi được rồi. Đấy, vòng 1 thì chắc chả chưa ai chịu thua các bạn ạ. Rồi, tập tiếp nhá. Rồi, sẵn sàng chưa? Bốc thăm đi. Đấy, Nguyên bốc trước là vào thân. Bốc trước là vào thân các bạn. Em, cứu bây giờ bốc thân anh ạ. Hậu bốc đây. Xem nào. Anh nhìn này. Đấy, cánh các bạn nhá. Cánh. Có người vào thân các bạn ạ. Đùi các bạn ơi. Yeah, mình là đầu ạ. Các bạn ơi, mình là vào thân các bạn ạ. Rồi, ok. 1, 2, 3. Đấy, Nguyên các bạn ơi, lại vào thân. Các bạn ơi, giờ mình lại vào thân. Mình hai vòng một thân rồi các bạn. Các bạn ơi, vòng này Hậu trôn được ăn ngon rồi nha. Hai cái đùi luôn. Đấy, Hậu ước là được rồi. Vòng này mình với Hậu trôn là đùi cho nhau ạ. Còn đâu hai là hai anh em là giống nhau. Cánh các bạn. Bách lại cánh. Thôi, chấp nhận vậy. Là các bạn nhá. Là sao mình lại cố gắng. Yeah. Các bạn thịt dài hết rồi nhỉ? Các bạn ơi, mình thiết ra chứ mình em ra đầu tiên này các bạn. Rồi. Bạn ăn gì kệ bạn. Đấy, trận chiến hôm nay là rất là ngon các bạn ạ. Wow. Nhưng mà ăn cái đầu chả có gì ngoài da ạ. Toàn da hơn. Đấy, cố lên. Nhưng mà mình cứ vào đầu, từ đầu cũng được, mình nhận được tiền thưởng các bạn nhá. Rồi. Đấy các bạn ơi, Nguyên và Hậu các bạn ạ. Cái đùi nó cũng tương đương gần như cái thân luôn. Nhiều phê à. Đấy. Mạnh không? Không kém đâu. Bách may các bạn ạ. Cứ suốt ngày vào cánh các bạn nhá. Vào cánh. Vòng sau thì lại vào thân thế các bạn nhỉ. Rồi. Ăn cái này chả có thịt thì các bạn gặp đau cả răng. Cố lên. Thế mà được cái là cái da các bạn. Cứ người ta làm của gì mà ăn nó giòn lắm các bạn nhá. Giòn nhỉ. Da giòn thật. Đấy, nó ủ muối nó giòn. Ngon thật. Sướng bạn Nguyên. Sướng gì bọn toàn sự tớ. Tớ bọn to nhất. Tớ no giỏ. Đúng rồi. Ra sớm.
Đấy, nguyên này là dễ ra sớm các bạn nhá. Bây giờ là lần sau mình lại bốc phải đầu. Ai đấy, nói mình... chung là trò chơi hôm nay là nhân phẩm các bạn nhá. Các bạn, mình nghi nguyên vòng sau kéo dị vào thân các bạn. Mình nghi á. Thế lại phá anh vậy. Vâng, thân à. Rồi nguyên này bảo anh Hoàng hôm nay không đánh răng. Ê, kế. Đấy, uy hậu rất là dài các bạn ạ. Dài cái đùi thế nào em? Đùi dài, dài mà nó nhiều cái các bạn. Nhiều gân. Gân. Nếu mà các bạn ăn không cẩn thận gãy răng đấy. Đấy, ăn so với gà luộc ăn nó như nào? Dài, ngon nhiều. Ngon gà luộc. Gà luộc nhiều. Đấy. Mình không biết các bạn nào nhưng mà mình thấy ăn gà ủ muối mình thấy ngon hơn gà luộc các bạn nhá. Vâng, tại vì gà nướng. Làm gà chân gà, làm gà ủ muối nó kỳ công thế phải ngon hơn các bạn. Chứ không thì đi luộc cho nhanh rồi ai ăn gà ủ muối nữa phải không các bạn? Ui. Đấy, rất là ngon miệng các bạn ạ. Các bạn ơi, mình sắp hết rồi các bạn ạ. Mình còn nguyên nhanh hết. Còn lâu mới hết các bạn ạ. Đấy, hậu vẫn chưa hết cái đùi các bạn ạ. Toàn gân. Đấy, cố lên. Đấy, mạch ngon gặm rất kỹ cánh các bạn ạ. Tí khắc được vào thân, tha hồ mà ăn. Bây giờ hết rồi các bạn, còn dọc cái đầu thôi các bạn nhá. Đấy. Cố lên. Đấy, còn mỗi cái đầu các bạn này. Còn mỗi cái đầu các bạn, mình vừa ăn cái màu các bạn nhá. Rồi. Cái màu ăn sần sật các bạn, giòn cái gì. Đấy. Hậu hết một cái rồi các bạn ơi. Dài các bạn. Bây giờ bạn lại ướp bánh cho mặt trời hết. Toàn ngon. Cố lên. Nguyên vẫn còn cái phao câu chưa ăn các bạn ạ. Chắc ngon để ăn cuối các bạn ạ. Đừng móc cả mắt ra ăn nha các bạn nhá. Rồi. Đấy, nguyên cận rất ác các bạn ạ. Cố lên. Bách ăn giờ là thế nào rồi? Ngon rồi ạ. Đấy, bốn cái cánh các bạn ạ. Mình hai cái thân. Dài. Đấy. Nguyên các bạn ơi, mình xài cái chiếc các bạn nhá. Rồi, vẫn còn cái phao câu nữa các bạn ạ. Nguyên. Cái này nguyên còn nguyên bộ tráng trứng này. Tráng trứng đây là mái các bạn ạ. Đấy. Ui. Wow. Phao câu. Các bạn ơi, mình hết rồi nhá các bạn nhá. Rồi, anh Hoàng hết rồi các bạn nhá. Cô ăn hai con đã thật các bạn. Đồ ăn thì hết các bạn nhá. Rồi. Anh Hoàng chịu thua chưa? Chưa, các bạn vào đầu để thua là được các bạn nhá. Nhất Nguyên. Nguyên thua đi. Đấy. Nguyên thua đi. Hậu sao đây? Dài. Nhiều gần quá nhỉ. Em. Cô ơi. Em còn lâu em mới thua. Thôi. Ngon mà hai bạn. Hai cái thân gì nhoi rồi thua rồi bạn ạ. Nếu hai cái thân này mà tưới vào sang ra cái thì hai chắc Nguyên chạy rồi các bạn. Nguyên chạy rồi. Hết là gà bật cốt. Cái này nhanh như ở ấy rồi. Nhanh như khỉ. Như khỉ. Đấy, cố lên. Cố lên. Của hậu dài quá. Của hậu nó nhiều gân mình nhận mình biết. Đấy, kéo gãy ra. Cứ tưởng vào đùi sướng quá, không sướng các bạn. Không, không sướng bằng thân. Cố lên. Thế nhà thân của Nguyên là ngon, hôm nay cả lăng Nguyên cứ bốc vào thân là chiến thắng đấy các bạn. Rồi. Vừa sướng cái mồm lại vừa được tiền các bạn nhé. Cố lên. Đấy, giờ chỉ còn Nguyên với Hậu các bạn nhá. Cố ơi. Ngon. Cố lên. Đấy, Hậu hết chưa? Nói hết em. Đấy, Hậu còn mỗi cái đùi các bạn ạ. Rồi, Hậu hết rồi các bạn ơi. Nhìn Nguyên ăn nhông ngon thật các bạn. Nước lại rồi, Hậu hết rồi, còn mỗi Nguyên nữa thôi. Nguyên ăn nốt cái tràng bên trong đi. Thôi, cố đây. Rồi. Cái tràng ấy ngon. Em ăn hết rồi ạ. Thôi ăn nốt cái tràng. Rồi. Tràng còn ngon thế không ăn? Rồi, rồi, Nguyên sạch xong rồi các bạn nha. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo. Rồi, vòng tiếp theo bốc chắp đi. Em. Xí thân này. Xí thân rồi.
Rồi bóc đi. Các bạn ơi, vào đùi mình thấy sướng lắm các bạn ạ. Mình báo đây, mà. Đây đây đây. Thôi bóc lại thôi ạ. Nó kẹp hai tờ. Hai tờ anh bóc một tờ lại được đấy. Đấy, bóc đi. Chơi thế cho nó văn minh. Các bạn ơi, mình là cảnh nhá các bạn nhá. Yeah, mình nhảy đầu quá. Đây, anh ngoài mồm mình cũng răng các bạn ạ. Thôi vào thân. Quá đèn các bạn, lại đùi. Lại đùi các bạn ơi. Yeah. Rồi. Một. Một. Hai. Ba. Các bạn ơi, cứ tưởng vào đùi sướng các bạn ạ. Không sướng thì nào, dai lắm. Đấy. Các bạn ơi, mình lần này một cánh tuyệt vời. Các bạn ơi, mình lại đầu vào đầu các bạn ạ. Các bạn ơi, cái anh khổng lồ các bạn ạ. Đấy. Mình lại vào đầu nhất các bạn nhá. Rồi. Bách lần này tha hồ mà ăn. Các bạn lại vòng trước các em vào vòng trong bốc rồi hơi la hồ ăn. Vòng là một bước phải chật. Dài quá. Các em anh chắc là một cháu không mồm không cái răng các bạn ạ. Đấy. Kéo phá một đánh răng các bạn. Hậu sướng nhất các bạn ạ, lại được ăn đùi. Sướng này. Dài rồi, dài. Đùi là ngon nhất. Thì được đấy nhá. Một phần của con gà chẳng ngon nhất. Rồi. Nhưng mà nó lại nhiều gân ấy. Có dai đúng không? Dai. Đấy. Nguyên sướng các bạn ạ, vòng này được ăn cánh. Các bạn, mình lại may mắn vào đầu các bạn. Tuy không ngon nhưng hôm nay được trái này chứng thắng các bạn nhá. Rồi, anh Hoàng hôm nay ăn rất ít các bạn ạ. Cố lên. Ôi, bách bể các bạn nhìn chưa. Wow. Nhìn thấy chưa? Ngồi đấy. Hấp dẫn luôn. Rồi. Ừ. Bài rất kinh các bạn ạ. Wow. Nguyên có cánh thì không bỏ gặp các bạn ạ. Cánh gì ít thịt gặp cũng mề răng các bạn. Rồi. Hậu chưa hết một cái đùi các bạn nhá. Cái thịt nó cứ đòi hóa nhưng mà nói chung là nó không phải là thịt sống đâu các bạn. Rồi. Chín rồi. Ăn nó ngọt đúng không? Ngọt, ăn ngọt thật các bạn, ngon. Ăn ngọt. Đấy. Gà uống muối. Mình này ăn ít nên là mình vẫn ăn tầm này vẫn thèm các bạn. Thèm thật sự luôn ạ. Không có ăn mất thân rồi. À, sao hả? Vâng. Hậu sao đấy? Sao đâu anh? Dài ạ. Mình hết một cái cánh ngon nha các bạn nha. Ok. Nguyên vào cánh khác ăn nhanh thật các bạn. Nguyên vào cánh ăn rất là nhanh các bạn ạ. Mình là thánh ăn nhanh rồi các bạn. Người phẹt các bạn. Không được có một biêu. Nguyên phẹt. Thánh ăn nhanh nào tí là thánh ra đầu các bạn. Mà cũng là thánh ra nhanh các bạn. Đấy. Bách gặm mãi không xong miếng thịt các bạn ạ. Mình cái hai á. Đấy, hậu đã hết một miếng rồi. Một cái đùi rồi. Nguyên ăn ngoan các ăn nhanh các bạn. Chớ mà tham gia cái dê từ đầu đến cuối. Đấy, cố lên. Em bảo là cái nước chấm này người ta không biết người ta pha đồ gì ngon các bạn. Ăn nó ngọt ngọt, cay cay. Ngon ngon, cay cay, chua chua nữa không? Mắc nước răng các bạn. Đấy. Cố lên. Ui, dai anh ạ. Em xin xin lỗi anh ạ. Không sao. Rất chả. Rồi. Cố lên. Sao ạ? Ở mọi người chờ. Cố lên. Đấy, bác chịu thua chưa? Không, chưa anh ơi. Rồi. Bọn bác ăn xong xong chưa? Các bạn này nhỉ? Có dài nỗi nhỉ các bạn ạ? Cố lên. Đấy. Bách sao đấy? Rồi. Cố lên. Mình ăn ít chả có gì cho da mà. Mình thèm quá mình phải móc cả mắt ra các bạn nhá. Rồi. Mình gặm xong ngày cánh mình thấy mỏi răng các bạn. Mình rồi mình ăn hết rồi nhá. Rồi, nguyên hết rồi các bạn nhá. Anh Hoàng hết rồi. Anh gần hết. Còn móc con mắt nữa. Rồi móc mắt nguyên nữa các bạn. Rồi. Ăn gạo muối ngon thật.
gầm gà hợp nước. Cố lên, cố lên. Mình mày may mắn đấy, không biết là tí nữa thế nào ạ. Dạ, còn mỗi bách mì hậu chôn nữa thôi các bạn. Đấy, hậu cố lên. Đùi hơi nhiều rồi các bạn ạ. Đùi không hết mà nhiều. Đùi các bạn ạ. Khéo là khó khăn. Ui. Ui mẹ các bạn. Mới có một cái thân đã kêu rồi. Nguyên hai thân. Nguyên hai thân các bạn ạ. Nguyên này đồ ăn ngon. Ăn ghê rồi. Rồi, hậu hết rồi các bạn ạ. Mình hấp lại nha. Rồi. Còn bách thôi các bạn. Mỗi bách thôi. Nhìn bách ăn thèm thật các bạn. Thèm thế. Mình ăn tận đâu. Đấy. Ôi rồi. Rồi, được rồi. Đấy, bách chịu thua chưa? Chưa anh ơi. Đấy, có ai chịu thua chưa? Chưa. Vòng tiếp theo. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy, bốc tam đi. Nó chưa lại vào thân chưa? Các bạn ơi, mình không vào thân. Mẹ rồi. Mình vào đầu các bạn ơi. Đấy là đùi. À, mình rồi. Thân rồi. Các bạn ơi, đùi thì khác gì thân. Thân các bạn ơi. Ôi yeah, ôi yeah, ôi yeah. Lại đầu quá. Anh các bạn ơi. Anh Hoàng nhau và Bách này rất là may mắn các bạn nha. Mình toàn vào cái to thôi các bạn ạ. 1 2 3. Nguyên thế là hôm nay bạn là chi kỷ các bạn ạ. Các bạn ơi, mình hết thân lại vào cánh xong giờ lại vào hai các bạn ơi, khả năng ăn thân khéo lại ngon hơn ý. Làm một cái phao câu đầu tiên luôn. Được cái phao câu quá. Wow. Phao câu là ăn như nào? Nó có vị hoài hoài ạ. Rồi. Thế Nguyên bảo là thơm. Cố lên. Mình mời các bạn nhá. Mình lại đầu các bạn. Mình ba cái đầu rồi. Mình lại cánh các bạn. Đấy, Nguyên lại đùi các bạn ạ. Mình cứ vào chơi vào cánh. Nhà may các bạn nhá. Mình giờ mất nó nò các bạn. Đấy. Không ai được gọi quê á. Giờ mất cố gắng. Giờ thua không có cười tớ à. Thôi Nguyên thua đi. Vậy thì bạn ăn nhiều bọn tớ cũng thương không mà. Không cố. Đấy. Nhưng hôm nay Nguyên mà chiến thắng được Hoa Banh này. Thích Nguyên thích gì Hoa Banh rồi đấy. Rồi. Tại vì Nguyên ăn quá nhiều luôn mà mình mới ăn được 3. Bây giờ Nguyên lại bảo nó thích người yêu anh Hoàng thì làm nào các bạn này. Được cái tiếc cái mình lại không có người yêu quá. Có quá các bạn ạ. Trong kia idol top top các bạn ạ. Mình chưa có người yêu các bạn nhá. Cố lên. Các bạn ơi, ăn cái thân này vẫn xuống ăn đùi. Đùi nó có nhiều gân, dài lắm. Các bạn nhìn thân này rất như nhau. Bạn ơi, anh ấy thân này sớm hơn nhưng mà nhớ nhiều hơn. Cố lên. Đấy. Mình lại đi mổ hết cái đội này mà. Đấy. Mù mắt luôn. Hoàng hôm nay may mắn thật. Có đi ra không? Hoàng vào đầu. Có đi ra không? Không. Mổ này. Đi ra không? Ui giời, dai anh ạ. Mình mổ nó ra hết giờ các bạn. Rồi. Nguyên đánh thêm một cái đùi các bạn nha. Đấy. Các bạn mình mới cũng cởi ra cho các bạn không? Ok. Hậu vẫn chưa hết các bạn ạ. Nguyên này chúc là khỏe thật các bạn. Cũng nhò rồi đây các bạn. Nguyên này là đen các bạn nhá. Cố lên. Hôm nay không biết, hôm nay không biết cái ngày gì mà mình đen thế nhỉ. Hôm nay là giảm các bạn. Giảm thứ 6. Thế mình đen thật các bạn. Thế này chắc chưa thắp hương các cụ rồi. Tối nay mình phải về thắp hương rồi, hôm nay mình đẹp lắm. Người ta thắp hương, người ta thắp thần sáng sớm nha các bạn nhỉ. Các bạn ủng hộ. Không nói thì bần ra giờ thắp hương, Nguyên thì Tết còn chả thắp hương các cụ ạ. Đúng rồi. Đấy, anh Hoàng với Bách là may nhất các bạn ạ. Mình sáng dậy sớm mình thì sẵn một con gà trọi của bố mình thắp hương các bạn nhá. Đấy, Bách thì mấy cánh nhỉ? Ba cánh một thân. Em ba cánh một thân anh ạ. Đấy, Hậu thì hai đùi rồi. Hai đùi một đầu một thân, số cho quá các bạn nhỉ. Đen. Cố
cố lên. Đấy, đến vòng này là cũng ngớn ngớn rồi đấy. Mình thì chưa gì đâu các bạn, mình ăn ý nhất đây luôn. Toàn đầu ngán rồi cô mọ. Thôi nguyên ra đi, đừng cố. Cố quán vậy hình cá gố ấy. Em vẫn cố gắng. Bắt đầu vòng sau em lại bốc vào đầu. À, rồi. Biết Nguyên, không? Nguyên bảo biết đâu vòng sau Nguyên bốc cả đầu quá ạ. Bốc đầu xe á. Cố lên. Đấy. Họ cũng hết cái thân rồi đấy các bạn ạ. Chưa anh ơi, nhiều quá. Cố lên. Các bạn ơi, mình biết tại sao hôm nay Nguyên đen rồi các bạn ạ. Nguyên đeo cái vòng đen xì kia khác. Đấy, mặc áo đen đấy. Đấy, nó chả đen. Bao mày mua ở chùa nào đấy? Đúng rồi, các bạn đá ngọc ôm chùa. Cố lên. Vòng phong thủy đấy các bạn ạ. Mua của sư thầy ấy. Rồi. Đấy, bách cũng hết rồi các bạn nha. Anh Hoàng có cái đầu gặp mãi không hết các bạn ạ. Đấy, mình nhớ rồi các bạn. Đấy. Rồi. Bách, Nguyên cũng sắp hết rồi. Nó cũng hơi rồi cơ. Rồi, Nguyên hết rồi các bạn nha. Các bạn, mình còn mới cái xương các bạn ạ. Rồi, đấy. Toàn hậu thôi các bạn ơi. Bạn hậu anh cố lên. Mình sắp hết rồi em. Rõ ràng anh em có đầu chả bốc thì cứ để cuối cho mình thôi các bạn. Mở rõ ràng mình là người bốc cuối nhá. Rồi. Các bạn thấy kiểu như là gà ngon các bạn. Thi nhau bốc thân với đùi. Nhớ nhá. Rồi. Quá chịu thua chưa? Chưa. Nguyên chịu thua chưa? Chưa. Rồi các bạn ơi, vòng tiếp theo nào, ai bốc trước đây? Ai bốc kia cho nó may mắn. Rồi, quay lại thân mà xem. Lại thân. Thân thật các bạn ạ. Các bạn ơi, mình hôm nay mình đen thật sự luôn. Lại thân các bạn ơi. Các bạn ơi, chọn combo con gà đấy. Cánh. Wow, mình lại đầu các bạn ơi. Đầu. Yeah. Rồi. Từ vị hình gương khởi nghèo quá. Mình đẹp thật sự. Ok. Cái nào mày hết nhỉ? Đợt 1. 2. 3. Bạn ơi, tôi ăn cánh các bạn ạ. Cao ba ơi, nhìn đã thấy chán rồi. Mổ. Đây, mổ ra da thôi ơi, lắp đôi cánh ở cho bay xa. Mổ ra da thôi các bạn nhá. Ui. Nhìn đã thấy chán. Chán á? Đúng chán thì ngon như này, gà ủ muối thế à? Muối ngon này. Mình ăn vẫn tèm các bạn. Nguyên lấy là mấy thân rồi nhỉ? 3 thân, 1 đùi. Ba thân ba con gà đấy, ba thân hai đùi à, một đùi một cánh à. Thôi vào combo ba gà các bạn, cánh thì ba con gà đúng không? Này may lại vào cánh các bạn ạ, mình nhập combo một con gà rồi các bạn. Nhìn cố lên, một đùi dai thật các bạn, cố lên. Ông cái sư con ong này thấy người đẹp cứ bơ vào. Sợ thật đấy. Đấy, bách ăn đùi cảm thấy nào? Nhiều dai đấy ạ. Nhiều, có nhiều gân. Ăn nó ngọt nó ngọt không? Ăn nó ngọt hơn đấy, cánh ạ. Ngọt bằng đùi ăn ngọt mà. Lúc đầu mình ăn ngọt thật. Ăn ngọt đầu tiên thôi. Giờ mình ăn toàn đầu với cổ á. Đấy. Nhìn thấy gà trong mình mà sợ gà tầm tháng không dám ăn. Thì nó phét thì ra nhà ông mà thịt gà ông không ăn. Mai ăn mai thịt gà sáu gừng quánh như chi ạ. Đúng rồi, mai mà mẹ mình thịt gà sáu nấu ăn em Nguyên ngoan các bạn nhá. Không ăn, ngoan, từ mai không ăn gà. Đấy, sợ gà các bạn ạ. Nhưng hôm nay món này ngon các bạn ạ. Thế là Nguyên quánh hết 3 con gà gì á. Cố lên. Hôm nay ngon, gà ngon hả các bạn? Nhưng mà gà ngon mình hôm nay không được ăn đủ ngon, ăn tích đầu cổ. Đấy. Bách lột thịt ăn trước, vỏ ăn sau các bạn ạ. Không sao bạn, hôm nay mình sẽ giành chiến thắng nha bạn nha. Mình lấy cái tiền đấy mình đi mua hẳn mớ gà. Anh Hoàng hôm nay khả năng thắng rồi.
các bạn nhờ. Đỏ như bốn thế. Bốn cái đầu ạ. Nếu bốn cái đầu này thịt còn không nhiều bằng cái thân, bằng một cái thân. Rồi. Đấy. Anh Hòa ăn bốn cái đầu. Bốn cái đầu. Bốn cái. Ồ, bốn cái một đùi. Bốn đầu một đùi. Đấy, hậu cánh rất vất vả để gặm các bạn ạ. Cánh vào hết rồi. Biết không, sáng nay dậy bắt con gà chọi của bố thịt xong thắp hương rồi thôi. Ai như Nguyên ngủ dậy răng không cả đánh đã cắm đít đi rồi các bạn. Thanh niên ngủ lười, đi làm thì 10 giờ mới tới nơi. Anh Hoàng là đời xấu mình. Cố lên. Nguyên mạnh lên rồi. Nhờ Nguyên vẫn hơn mình cái là Nguyên có người yêu các bạn nhá. Mình không có người yêu ạ. Nguyên nhiều người yêu á. Anh Hoàng lại nói Nguyên thế các bạn nhé. Bây giờ Nguyên chưa lấy vợ lại bảo là sáng ngủ dậy không đánh răng thì em nào em lấy các bạn nhé. Rồi cố lên. 27 tuổi rồi chưa có người yêu các bạn mà nói xấu thế làm sao mà lấy vợ. Rồi. Thôi à. Cái gì đấy? Bỏ cuộc. Hả? Anh ơi. Sao? Em bỏ. Anh mổ. Bỏ cuộc đi. Em bỏ cuộc đây, em muốn cố gắng nhưng không cố được ai ạ. Rồi, thế Nguyên đang con gà mà. Ok, thế Nguyên ra ngoài đi. Nguyên chịu thua rồi các bạn nhá. Nguyên ngừng ăn rồi. Đấy, ăn nhanh nhất và cũng là người ra nhanh nhất rồi ạ. Đúng rồi. Em không cố được thì em bay đi các bạn nhở. Em mình lấy cánh. Cố lên. Ngồng cái chơi trò chơi này nó đỏ đen quá ạ. Không phải phẩm các bạn ạ. Nếu mà mình bốc vào Như Nguyên chắc mình cũng ra rồi các bạn. Rồi mai mình đỏ ra sự luôn đấy. Vậy Bạch ăn rất khỏe các bạn nha. Nhờ các bạn. Mình có đầu cánh không? Đấy, họ còn mỗi đầu cánh thôi. Cố lên. Hết rồi nha các bạn nha. Anh Hoàng hết rồi nha. Chỉ còn Bách với Hậu thôi. Bách thua đi. Cùng ngu. Hậu hết chưa? Ê. Rồi Hậu hết rồi các bạn nha. Bách ná nốt. Wow. Rồi Bách chịu thua chưa? Vừa rồi. Anh Hoàng. Anh chưa. Đấy Hậu chịu thua chưa? Chưa nhé. Rồi vòng tiếp theo. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đấy bốc thăm đi. Sao bốc đi? Bảo bốc đi. Đi ăn. Đi ăn. Cánh các bạn ơi. Cánh. Mình là đùi các bạn. Đùi. Thân các bạn ơi. Đi ăn thân. Đấy Hậu thân các bạn nha. Rồi đến đây ba mở ra nha. 1, 2, 3. Wow. Quá đen nha. Hai người tòa phê các bạn. Hai cánh các bạn. Mình lại thân các bạn nha. Rồi. Lâu lắm mới được ăn ngon các bạn. Muốn vào rồi. Đấy các bạn ơi. Các bạn. Gà ủ muối này ngon các bạn ạ. Người chơi chúng ta ăn rất khỏe các bạn nhá. Ngon mà các bạn. Ngon các bạn. Mình từ nãy giờ bốc ban đầu mình chỉ mong bốc được cái gì ăn cho ngon. Cố lên. Đấy, Hậu chuyên gia ăn phao câu trước các bạn ạ. Và cái gì khó ăn mình sẽ ăn trước các bạn nhá. Không, không phải thấy trường của bạn Hậu ạ. Nó rửa chỗ này toàn da này các bạn. Nhìn các bạn nhìn là cháy luôn các bạn. Ui, đó là các bạn ạ. Nó ngon các bạn nhá. Gà của muối kiểu như thế mình nhìn rất là thích các bạn. Ui, nhìn ngon nhờ. Wow. Ăn nó ngọt các bạn. Nhìn anh, nó ngon. Nhìn anh Hoàng cắn miếng mà ngọt sốt các bạn nhờ. Đấy. Mình cái gà cái lườn ở lưng này ăn rất ngon các bạn nhé. Rồi Hậu mấy đùi mấy thân rồi nhở? Em á, em hai đùi. Hai đùi này, một cánh, một đầu, một thân. Rồi. Đấy. Rất khỏe các bạn nhá. Rồi em thì anh không phải hoài rồi. Mình đời này đó là hai đùi là bốn đầu ạ. Đấy, anh Hòa là may nhất các bạn ạ. Đây là trò chơi cũng nói thật với các bạn là nó cũng kiểu nhân phẩm các bạn nhá. May rồi. May mắn quá anh Hoàng này may thật. Rồi
Nói một cái đùi đó. Anh mang hết một cái đùi các bạn nhá. Cố lên. Mì hế gà ăn cái da các bạn, ngon. Nó giòn căng. Uầy. Hậu vẫn chưa chịu thua các bạn ạ. Bách cố lên. Các bạn nhỉ. Uầy, để chấm các bạn nhá. Uầy, các bạn nhỉ. Wow. Nhìn anh Hoàng ăn ngon miệng các bạn nhỉ. Dài các bạn. Đấy. Hậu miếng này, miếng ức. Ức gà. Đúng rồi, ức gà mình rất dễ ăn các bạn. Đúng rồi. Mà khô. Cố lên. À, ăn gạo muối ngon thật các bạn. Wow. 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 Anh Hòa rất nhanh các bạn nhá. Đã gần xong hai cái đùi rồi các bạn ạ. Đấy. Ăn giờ này thế nào rồi? Mình nói rằng các bạn gà muối ăn nó dai các bạn. Bạn thật. Ủa ơi. Cái xương này giỏi lắm. Cắn một cái vẫy của xương các bạn ạ. Đấy. Ngọt răng quá. Ăn đến giờ này còn cảm thấy ngon miệng nữa không? Không ạ. Thơm. Chán à? Mình thì vẫn thấy ngon ngon miệng các bạn, tại vì mình ăn đầu được một ít toàn da các bạn. Rồi. Mình ngon miệng mình mới ăn được như này các bạn. Đấy. Anh Hoàng hết rồi đấy các bạn ạ, nhìn ạ. Bách thì cánh đó. Còn hết rồi. Chủ hết rồi các bạn nhá. Rồi. Giờ còn Hậu nữa rồi. Cố lên. Mình ngon phết rồi các bạn. Nghe hết các bạn nhá. Rồi, Hậu hết rồi các bạn nhá. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bốc thăm đi. Ăn đi. Quá đi anh em ạ. Yeah, đùi các bạn ơi. Đùi. Mình là cái nhỏ. Cái lại thân. Yeah, rồi, 1, 2, 3, wow. Đùi. Các bạn ơi, toát hết mồ hôi các bạn ạ. Ba thân rồi. Các bạn hôm nay mình thật sự mình cảm thấy mình may mắn cực kỳ luôn các bạn nhá. Anh Hoàng này rất là may các bạn ạ. Đây là ăn cánh lần đầu tiên của mình các bạn ạ. Các bạn ơi, đến giờ phút này rồi mà mình cảm thấy mình. Mình mời các bạn nhá. Rồi, trò này trò nhân phẩm các bạn ạ. Ôi giời. Nó quá rồi các bạn. Dài đúng không? Dài quá. Ui giời. Dài anh ạ. Ui giời. Cố lên. Đấy. Ui giời. Nó bắn ra áo. Dài anh ạ. Ăn đến giờ này cảm thấy nào rồi? Em chán lắm rồi. Mình vẫn thấy bình thường các bạn. Rồi anh Hoàng ăn ít các bạn ạ. Cái này. Cố gắng thế mà đến vòng cuối rồi vẫn đen các bạn ạ. Số Hậu Châu này đúng là may hơn Nguyên tí rồi. Đấy. Anh Hoàng rất là may các bạn nhá. Toàn đấy, khổ với cái các bạn rõ ràng toàn cho mọi người bốc trước ạ. Đúng rồi. Bách ăn vẫn khỏe hết nhỉ. Tưởng gãy răng. Gãy răng. Gãy răng nhớ. Chưa ạ. Mình nghe kiểu hôm nay như tưởng gãy răng các bạn ạ. Mình tưởng gãy răng luôn ạ. À nó là vỡ xương ạ. Vỡ xương đấy. Bẻ ăn vỡ xương đùi. Ghê thật Bách ăn. Nhỏ quá. Bảo ơi. Bách thua đấy. Đúng rồi, thôi thua đấy. Thôi. Được, nhớ người các bạn ạ. Nhớ là to. Thua đấy. Được rồi, được ăn hết được từ này. Được ăn hết được từ này. Được thua ngon lắm rồi. Đấy. Thử hết một cái các bạn nhá. Rồi. Cái thứ hai các bạn. Wow. Đây thôi đi. Sao đây?
Có khả năng em chưa thua rồi, bây giờ em mà cố nữa thì cũng không chắc không chiến lại được anh Hoàng các bạn ạ. Anh Hoàng may thật. Các bạn em mình tưởng vòng này anh Hoàng bốc thân thì mình còn cố được các bạn ạ. Nhưng anh Hoàng bốc cánh thì khả năng là thôi mình có cố chứ phải mấy vòng nữa các bạn ạ. Rồi anh đen lắm. Thế em sẽ thua. Họ ngừng ăn các bạn nhá. Ok. Toàn cho bốc trước rồi mở cái chọn thân các bạn. Đấy. Là chỉ còn mỗi anh Hoàng các bạn, em bách thôi các bạn nhá. Rồi bách ra nốt đi. Ôi mì hôm nay á, có mở thắng rồi anh luôn. Trời lòng sau anh bốc vào thân như anh chả thua rồi. Ui bách còn rất nhiều các bạn ạ. Mọi người hết rồi các bạn. Ê, lấy nặng này, chứ thua. Cố lên. Bách sao đây? Anh Hương ơi à. Anh Hương ơi. Rồi em ơi. Chứ thua vậy ạ. Thua em ghê anh. Rồi, hôm nay anh yếu đi. Em cũng thắng, anh còn bốc một chân cổ. Ít hết em cũng thắng rồi anh ạ. Rồi, nói chung là hôm nay là nhân phẩm các bạn ạ. Đấy. Thế hôm anh Hoàng này, thắng anh Hoàng này là người chiến thắng. Mình quậy hết, thắng là mình gặp nước ạ. Đang ngon. Hôm nay anh Hoàng thắng rồi các bạn ơi. Rồi, hôm nay anh Hoàng rất là may các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, người cuối cùng ngừng ăn gà ủ muối hoa tiêu, anh Hoàng là người chiến thắng. Yeah. Bách khí thua mà hứng đấy nhỉ. Những người còn lại sẽ phải hình phạt. Vui không ạ? Đấy. Hộ tống hả? Hộ tống. Từ từ mình đút tiền vào các bạn. Bách sang bên này đi. Cái à? Rồi mặn lắm anh em ạ. Rồi Nguyên. Hậu thích uống nhiều uống. Ê, bay hộ anh một tiền rồi. Nhìn nó tương đối. Đây nào. Ôi, con uy tín luôn. Cậu ơi. Ôi. À đi, à đi. À. Mình đâu đây? Bố chết một mặt mình với à các bạn ạ. Có dạy không ạ? Cậu ơi. Rồi, à đi. À đi. Đang uống người ngạo hà mày sợ quá ạ. Ghê cổ. Rồi. À đi. Ok. Bạn hết chưa? Hết đi. À đây. Luôn đi. Phải à. Phải à. Vua à thì mình phải à. À. Chưa được các bạn ạ. Chưa được. Quyền. Sang. Nó mạnh nhỉ. Chưa phải công bằng các bạn. Đúng rồi. À rồi người phải à. Đúng rồi. Sang. Lần trước anh em mình quay là rất hay thiếu cảnh à các bạn. Bây giờ bắt à vậy á. À. À. À đây lên. Thôi được rồi. À. Rồi. Đấy các bạn ơi. Các bạn thấy video này mình hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình các bạn nha. Đấy còn bây giờ xin chào mọi người trong video. Xin chào.